Xin chào các em, thầy là Tô Hoàng Hiệp, là giáo viên của học bài ở nhà.com. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách làm các dạng bài thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Như đã đề cập ở số trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề hoàn toàn mới, đó là chủ đề phương trình bậc hai và dạng toán chúng ta sẽ cùng học hôm nay, đó chính là dạng toán giải và biện luận số nghiệm của phương trình bậc hai. Vậy giải và biện luận số nghiệm của phương trình bậc hai là biện luận theo tham số m cho trước số nghiệm của một phương trình bậc hai. Giải và biện luận phương trình bậc hai là dạng toán thường gặp cho các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và các trường, các thành phố, tỉnh trên toàn quốc. Dạng toán này thường kết hợp với một yêu cầu khác, ví dụ như xét dấu nghiệm hoặc tìm điều kiện tham số để nghiệm thỏa mãn một điều kiện nào đó. Và yêu cầu đặc biệt đối với học sinh là cần phải nắm chắc kiến thức về định nghĩa phương trình bậc hai, các trường hợp vô nghiệm hay có nghiệm của phương trình bậc hai, và học sinh muốn đạt được mức điểm từ 6 đến 7 điểm thì bắt buộc phải làm tốt dạng toán này. Để giải quyết được dạng toán này thì chúng ta cần phải ôn lại các kiến thức như sau. Với một phương trình ax bình cộng b cộng c với a khác 0 là một phương trình bậc 2 có delta là b bình trừ 4ac, thì khi đó ta có các câu hỏi như sau. Đó là tìm điều kiện của tham số m sao cho phương trình vô nghiệm, có nghiệm, có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt. Ứng với nó, ta sẽ có các điều kiện của delta, đó là trong trường hợp vô nghiệm thì điều kiện của delta là delta phải nhỏ hơn 0 hoặc là delta phải nhỏ hơn 0. Trong trường hợp phương trình có nghiệm thì điều kiện của delta là lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc delta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Trong trường hợp phương trình có nghiệm kép thì điều kiện là delta bằng 0 hoặc delta phải bằng 0. Cuối cùng, với trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt thì bắt buộc delta phải lớn hơn 0 hoặc là delta phải lớn hơn 0. Và các em phải lưu ý nhỏ một chút. Trong trường hợp hệ số của x bình có chứa tham số, ví dụ như là m nhân x bình với m là tham số, thì các em phải xét các trường hợp của m là m bằng 0 hay m khác 0. Khi m khác 0 thì nó mới là phương trình bậc 2 và lúc đấy thì ta mới bắt đầu sử dụng delta được. Sau khi ôn lại kiến thức cơ bản, chúng ta cùng bắt tay vào giải bài toán sau. Cho phương trình x bình trừ m cộng 5 nhân x cộng 3m cộng 6 bằng 0 với m là tham số. Hãy chứng minh rằng phương trình này luôn luôn có nghiệm với mọi số thực m. Ta cùng phân tích đầu bài như sau. Đầu bài bắt ta chứng minh phương trình này luôn có nghiệm với mọi số thực. Bây giờ ta phải khai thác vấn đề có nghiệm thì ứng với delta là gì. Có nghiệm thì ứng với delta ở đây là phải luôn lớn bằng 0 với mọi số thực của m. Đồng thời ta phải để ý hệ số của x bình đấy đã khác 0 rồi, là 1 khác khác 0 rồi, nên ta không cần phải quan tâm đến việc có thể xét hệ số bằng 0 hay khác 0 hay không. Khi đó ta xét delta như sau. Delta sẽ bằng m cộng 5 tất cả bình trừ 4 nhân 3 m cộng 6. Và khi đó thu gọn delta ta sẽ được là m trừ 1 tất cả bình. Các em để ý, m trừ 1 bình phương luôn luôn lớn bằng 0 với mọi tham số m. Do đó ta dễ dàng kết luận đây là phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m. Như vậy, qua số này các em đã cách cùng tìm hiểu về cách giải và biện luận số nghiệm của phương trình bậc 2. Trong số tiếp theo, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về dạng toán thứ hai thuộc chủ đề này. Đó là dạng toán tìm điều kiện của tham số m sao cho phương trình bậc 2 có hai nghiệm thỏa mãn một điều kiện nào đó. Để luyện tập thêm các học thêm các kiến thức cũng như luyện tập thêm các dạng toán thuộc chủ đề này, các em hãy tham gia vào truy cập vào trang web học bài nhà.com, tham gia vào khóa học luyện thi vào 10. Chúc các em học tập tốt.